party này. Ví dụ con bạn chững cân từ tháng thứ 6, tức là 6 tháng con bạn đã được 8,5 kg rồi, và bây giờ 8 tháng mà nó vẫn 8,5 kg, thực ra ấy, nó có cái sự tăng nhẹ, mỗi tháng tăng khoảng 1-2 lạng, và cái cân nặng đó ấy, nó đang là cân nặng chuẩn rồi, và cơ thể của bé nó sẽ tự điều chỉnh cái lượng ăn để cho cân nặng nó không tăng quá cái sức chịu đựng của xương sống của trẻ, của các cái cơ, các cái dây chằng đầu gối của trẻ, đúng không, các cái xương, cái sự chống đỡ của xương sống của trẻ. Cho nên là gì ạ? 3 tháng bạn nói rằng từ tháng thứ 6 đến tháng thứ 8 là không tăng ký nào, nó không phải đâu, tức là cơ thể của bé nó sẽ tự điều chỉnh cái việc ăn, ví dụ ăn ít đi, nghịch nhiều hơn để cho cân nặng nó về mức cân nặng tối ưu để cái xương sống của trẻ và các cái cơ xương chậu của trẻ nó chống đỡ được, đúng không ạ? Còn nó bị nhiều quá thì nó quá tải nên cơ thể nó có một sự điều chỉnh sinh lý bình thường nhá. Chứ không phải là em đừng nghĩ rằng gì ạ? Nuôi con mình ấy, nó giống như là nuôi nuôi con heo, phải không ạ? Tức tháng nào nó cũng tăng cân đều, tăng ký đều, không đúng đâu. Các em hình dung ạ? Nào các em ơi, bấm thích lượt cho bác đi ạ. Rồi bây giờ bác đã trở lại trên các nền tảng khác rồi. Bác còn không ra nói nền tảng gì khác, không có, bác còn nói cái tên nền tảng khác ấy là TikTok, nó lại không chia sẻ cái video livestream của bác Đạt, đúng không ạ? Cho nên nhờ các bạn chia sẻ cái livestream này nhá. Rồi. Rồi nhà Nguyễn Thị Bích Huyền, em ơi, em đã nghe chưa? Nghe được chưa? Nghe được cái video chưa? Em đã nghe được chưa? Vừa nãy là mất tiếng nên bác phải tạm dừng một chút. Nguyễn Thị Bích Tuyền, đấy nha, bác sẽ trả lời cả trên các nền tảng khác nha. Các bạn trên TikTok thì hãy theo dõi ở đây, đừng có lướt đi, tại vì các cái buổi chia sẻ của bác Đạt ấy, nó có rất nhiều các cái thông tin giúp các bạn nuôi con tốt hơn, đúng không ạ? Và mỗi một chủ đề mà bác Đạt chia sẻ nó phải mất 10 phút, cho nên các bạn mà đang xem cái livestream của bác Đạt trên TikTok ấy, các bạn phải xem ít nhất là 10 phút để có một chủ đề ở đây, đúng không? Nếu các bạn cứ lướt đi như này, tại vì thói quen của TikTok ấy nó là video ngắn, các bạn lướt như này thì các bạn xem video livestream này nó không giá trị gì cả, các bạn không học được bất kỳ điều gì nuôi con cả, được không ạ? Đấy. Nghe chưa em ơi? Dạ, nghe rồi. Ok, cảm ơn bạn Nguyễn Thị Bích Tuyền nhá. Nào các bạn trên các nền tảng khác chia sẻ video bác Đạt đi ạ. Bác Đạt sẽ trả lời câu hỏi ở trên fanpage này, phải không ạ? Ok. Chủ đề hôm nay bác Đạt chia sẻ với các bạn đó là bổ sung DHA như thế nào để giúp con thông minh, đúng không ạ? Và ở đây trên nền tảng TikTok có rất nhiều bạn cũng hỏi chủ đề này. Đấy, thì các bạn bây giờ muốn biết bổ sung DHA như nào ấy, thì các rõ ràng các em phải xem hết cái video livestream của bác Đạt, đúng không? Chứ còn bạn mà bấm gạt tay lướt như thế này, lướt qua bác Đạt thấy bác Đạt nói cái gì đấy thì con mình chưa cần thì sao ạ? Mình lướt qua mình bỏ quên mất một kiến thức, đúng không ạ? Xin chia sẻ với tất cả các bạn trên TikTok như thế này. Sức khỏe của con ấy nó giống như là thời gian đấy các em ạ, nó giống như thời gian. Và khi thời gian trôi qua chúng ta sẽ không có cơ hội để lấy lại, đúng không ạ? Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại, đúng không ạ? Thì sức khỏe của con mình như vậy, nếu có ước muốn cho cuộc đời này thì ước muốn rằng cho sức khỏe của con nó quay trở lại để mình sẽ làm tốt hơn. Cho nên đã có rất nhiều các cái buổi, có các vấn đề các bạn chia sẻ ấy, là giá như em biết bác Đạt sớm hơn, giá như em áp dụng tất cả các cái pháp đồ bác Đạt đưa ra thì con em đã không như thế này, lúc đó muộn rồi các bạn ạ, đúng không ạ? Rồi chào Quốc Linh, Đỗ Quốc Linh, rồi cho các em. Em sẽ trả lời một số câu hỏi của các bạn trên nền tảng khác nhá, các bạn TikTok chú ý nhá, theo dõi đừng có rời đi. Các em đang xem livestream TikTok bác Đạt ấy, đừng có rời đi cái buổi livestream này, tại vì một kiến thức bác chia sẻ là phải lấy giấy bút ra ghi chép lại và mình áp dụng vào quá trình đứa con. Thế thì khi mà xem bác Đạt livestream thì sao? Phải ghi chép lại không nó quên mất. Và ghi chép lại ấy, thì phần nào chưa hiểu thì nốt vào, là phần này chưa hiểu, đúng không ạ? Thì comment để bác Đạt giải thích. Và thứ hai này, hành động như nào? Chứ chúng ạ, chúng ta xem video rồi, chúng ta sẽ làm gì ngay? Làm gì ngay để chúng ta giải quyết được vấn đề của con mình, đúng không ạ? Thì các bạn phải lưu ý như vậy nhá. Đây nhá các em nhìn này. Đây nhá. Khi mà các bạn đây là hôm nay bác Đạt sẽ chia sẻ một chút cho các bạn cách các bạn xem các cái video livestream của bác Đạt cũng như là xem các cái video các cái video hướng dẫn nuôi con bác Đạt. Thì các em cần phải có một tờ giấy A4 như thế này hoặc là một quyển sổ, đúng không? Chứ mình xem mà mình chỉ xem thôi xong rồi nó lại quay đi hết, nó trôi qua hết. Và nó trôi qua hết nó không động lại bất kỳ cái gì trong đầu mình cả. Đúng không ạ? Thì cách ghi chép như thế này. Các bạn sẽ chuẩn bị cho bác Đạt một bút chì, được không ạ? Bút chì và một tờ giấy A4 như thế này. Và tờ giấy A4 này các bạn kẻ làm 3 ô cho bác Đạt nhé. Kẻ làm 3 ô. Thế thì cái ô đầu tiên ấy các bạn để to nhất, đúng không ạ? Ghi là nội dung và cái bác Đạt chia sẻ, hoặc là nội dung cái video mà bác Đạt nói, đúng không ạ? Bác Đạt nói về chủ đề gì, nội dung, đúng không ạ? Cái cột bên cạnh ấy là ý kiến của bác Đạt, của các bạn về cái nội dung đấy. Tức là khi các bạn nghe cái nội dung đấy thì phần nào các bạn chưa hiểu ấy, các bạn nốt lại. À, tại sao bác Đạt lại nói như thế thì các bạn nốt lại để gì ạ? Để các bạn hỏi lại bác Đạt cho dễ. Thế thì khi các bạn nghe chủ động như vậy ấy, bên này ghi nội dung này,
nội dung học này, bên này to nhất nội dung học này, ô này ghi là ý kiến của các em về cái nội dung đấy, đấy. Hay nữa là gì ạ? Các câu hỏi về nội dung đấy mà các em chưa rõ. Và cột cuối cùng là cột thứ ba đây, cột thứ ba này các em ghi là hành động cần phải làm, tức là xem video này rồi, ý kiến của mình rồi và hành động phải làm ngay, thế thì nó mới có kết quả, thế mới giúp con bạn tăng trí tốt này, tăng đề kháng tốt và không phải là tụt kháng sinh. Đó là cách ghi chép khi mà xem livestream bắt đạt nhé. Đấy, chứ xem video bắt đạt mà không có à, thì cái ô ý kiến này và cái ô hành động này các bạn để 3,5 cm thôi, đúng không? 3,5 cm, 3,5 cm nhá. Đấy, đây là cách ghi chép. Và bắt đạt học ấy à, hàng ngày bắt đạt à, nghiên cứu à, các cái kiến thức về chăm bé rồi vấn đề tăng đề kháng hay là các vấn đề dùng kháng sinh cho bé, bắt đạt đều phải viết trên một tờ giấy như này để mình sẽ ghi nhớ tốt hơn, để có để chia sẻ với các bạn nó để nó đầy đủ hơn. Đấy, không hiểu tại sao hôm nay nó lại được đạt thu nha các bạn nha. Nào các bạn trên nền tảng TikTok chia sẻ video bắt đạt nhá, được đạt thu nha các bạn nha. Ok, xin phép các bạn một phút để bắt đạt tìm cái nền tảng rồi. Trương Minh Đạt này, ok. Đấy, đây rồi. Bác Đạt cũng đang live stream trực tiếp cho chỉ có 30. Tức là bây giờ thì bác Đạt bắt đầu mới live stream ở trên các nền tảng khác nữa, như là nền tảng YouTube. Tắt mic đi. Rồi, ok. Rồi, bác Đạt sẽ trả lời một số các câu hỏi của các bạn ở đây. À, trên ok rồi. Được rồi. À, bạn Hiếu này, bạn hỏi trên fanpage của bác Đạt là gì ạ? À, bác ơi, bé nhầm 2 tháng, dạo này bé hay bị uệ kiểu buồn nôn thì có làm sao không? Bé 2 tháng thì đầu tiên ý, em phải đánh giá xem con bạn có tăng trưởng bình thường hay không. Tăng trưởng bình thường không nhá. Cái đầu tiên là bạn phải tính toán được cân nặng con bạn ra. Thế thì con bạn 2 tháng thì bé sẽ được khoảng bao nhiêu cân ạ? Giả sử các bạn sinh đủ tháng đủ ngày thì nó khoảng 2 cân 8 đến 3 cân 2. Hòa động, ok. Hòa động. Ok nhá các em nhá, mình tính hình rồi. Thế thì con bạn 2 cân sinh ra 3 kg mà mỗi tháng nó tăng được khoảng 0,9 kg, như vậy là con bạn 2 tháng tuổi thì là bé được khoảng 4,5 kg thì là cân nặng bình thường. Thì cái việc mà bé nó hơi hay oẹ oẹ thì đấy là tình trạng chớ bình thường thôi em. Tại vì cái đây nó chớ hay hoặc nếu mà con bạn tăng cân bình thường thì đây là cái tình trạng nôn chớ hết sức là bình thường, không có vấn đề gì cả, được không ạ? Đấy, nôn chớ bình thường. Tại vì cái dạ dày của con bạn ấy nó nằm ngang. Nó nằm ngang và bé bú quá nhiều thì bé cũng sẽ bị nôn chớ. Đấy, rồi sao nữa? À, nếu như mà khi chúng ta bú này thì cái dạ dày trẻ nằm ngang này và cái cơ vòng tâm vị ấy, thì nó hoạt động nó còn chưa mạnh mẽ, nó chưa có bắp được cho nên trẻ nó dễ chớ hơn. Cho nên bé nó có phản xạ là chớ vẹ vẹ thì nó không có làm sao cả, nếu như cân nặng con em nó tăng bình thường. Còn nếu như là bé chớ liên tục, chớ kiểu vòi rồng và ảnh hưởng, nó phun ra như là vòi nước ấy và nó ảnh hưởng cân nặng con em ấy, thì đó là cái tình trạng gì ạ? À, bé có thể bị trào ngược và bạn cần phải đi kiểm tra nhá. Đấy. Bạn Dung Hòa, bạn hỏi rằng anh Đạt ơi, bao giờ ra mắt sản phẩm sắt dạng xịt vậy bác? À, bé nhà em đi khám thiếu sắt nhưng em bổ sung cho cháu rất khó, bé gần 6 tháng, 6,8 kg, đúng rồi. Thì cái sắt Zimbi ấy là gì ạ? À, đã về từ 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 đầu năm rồi, từ đầu năm rồi các em nhé, từ đầu năm rồi. Tức là anh nhớ nhầm, tự nhiên là từ đầu năm bắt đầu là về sắt rồi, sắt đã ra mắt rồi em ạ. Đấy, cái sắt Zimbi dạng xịt thì em có thể liên hệ với trung tâm để lấy để được sử dụng nhé. Ok. À, Nguyễn Đinh D3K2 ấy, thì chắc đợt này phải đợi bác sang bên châu Âu để bác làm việc lại để chốt cái khâu cuối cùng nhá. Hy vọng là từ đến cuối năm sẽ có. Đấy. Các bạn trên các nền tảng khác vẫn đang xem được bình thường nhá, không vấn đề gì cả. Thảo Phạm, à, bé nhà em được 21 ngày tuổi, bé đi ngoài hơi lỏng có bọt, có phải do chế độ ăn của em không? Bé 21 ngày tuổi, ví dụ này, 21 ngày tuổi mà bé đi ngoài hơi lỏng có bọt
tức là ngày nó đi khoảng 7-8 lần ấy mà nó có mùi chua, và em áp tai vào bụng bé mà thấy bé nó sôi ấy thì có dấu hiệu nhá, có khả năng con đang bị bất dung lạp lactose. Em hiểu không ạ? Thì em kiểm tra này. Còn nếu như mà bé đi 3-4 lần một ngày và phân có bọt ấy thì nó là bình thường hoa hóa cải, không có làm sao cả, thì em theo dõi thêm. Đấy. Ok, bác ơi, bổ sung DNA con vào thể nào? Đây rồi, Big Su hỏi nhá. Câu hỏi của bạn nào vừa hỏi bác đặt nhỉ? Tử gì? Bác ơi, bé như em khóc đêm thì nguyên nhân sao ạ? Đúng không? Các em để câu hỏi ấy, các em phải để cho anh này, bé bao nhiêu tháng? Bé bao nhiêu cân? Phải không ạ? Chiều cao như thế nào? Và gặp vấn đề này từ bao giờ? Thế thì bác đặt có đủ thông tin. Nếu mà em để câu hỏi như này thì bác đặt rất mất thời gian để bác trả lời kỹ cho bạn trường hợp đấy, phải không ạ? Rất là khó. Thì bây giờ bác đặt trả lời bạn này. Bác ơi, bé nhà em khóc đêm thì nguyên nhân là sao? Cái tình trạng mà bé khóc đêm khi nó ngủ ấy là do bé nó gì ạ? À, cái tình trạng này nó có thể là do cái bé gắt ngủ. Đấy, tức là chúng ta phải lên cái lịch ngủ một cách gì ạ? À, tức là chúng ta phải luyện cho bé một cái thời gian ăn ngủ nó rất là khoa học và rất là có lịch trình hẳn hoi. Thì bé nó hay gắt ngủ vào lúc khi nó đi ngủ ấy là có thể do bé nó mệt quá. Tức là bé nó mệt quá thì khi nó mệt quá nó buồn ngủ ấy, nó không được ngủ và nó đi giấc ngủ nó khó khăn hơn thì nó có thể nó gắt ngủ. Đấy, thì cái tình trạng này và cũng có thể là gì ạ? À, bé nó đến những cái giai đoạn phát triển ví dụ 3 tháng biết lẫy, 7 tháng biết bò, 9 tháng lò dò biết đi, tức là nó có sự thay đổi về thể chất của bé, còn là cái tuần quân nội ấy thì cơ thể của bé nó có sự phát triển vượt bậc về vấn đề của nó, thì trong người bé nó sẽ khó chịu và nó sẽ gì ạ? Khó ở hơn nha, nó cũng sẽ gắt ngủ và nó khó chịu hơn, thì vấn đề ấy thì em chỉ khắc phục thôi. Đấy. Rất nhiều câu hỏi của các bạn đang đặt trên fanpage của bác Đạt ở đây, được không ạ? Đấy. Hân Hân, bác ơi, con em vừa sinh được cho uống sữa cái. Ồ, chả hiểu em trả lời em hỏi câu này, bác không đọc được luôn, không thể dịch được câu hỏi của bạn. Đấy. Hiếu anh trả lời rồi nhá, ọe không sao cả Hiếu nhá. Quan trọng là bé phải tăng cân chuẩn đúng không? Em vừa nói rồi. Bạn Thắm Đen này, bác ơi, bé nhà em 10 tháng tuổi, không chịu ăn cháo, không ăn rau củ, chỉ bú mẹ hoàn toàn thì phải làm sao? Trong cái trường hợp này, anh đang thấy rằng gì ạ? À, thứ nhất là cân nặng con em như nào? Bé 10 tháng tuổi được khoảng 8 cân, 8 cân rưỡi là cân nặng bình thường. Cái đầu tiên là gì ạ? Cân nặng phải tốt lắm. Nếu như cân nặng mà nó không tốt, tức là nó ảnh hưởng đến cân nặng của bé, tức là dinh dưỡng của bé là có vấn đề. Và cái việc mà bé khoan giọng đấy, nó có thể liên quan đến cái việc lười ăn, không ăn. Đấy. Và bé uống sữa ấy, ngày uống bao nhiêu ml? Đúng không ạ? Với bé 10 tháng ấy, nó sẽ uống bình thường ấy, nó sẽ uống khoảng 700-800 ml một ngày nhá. Đấy, còn cân nặng là quan trọng nhất, các em hiểu không? Bao giờ cũng thế, là các em lưu ý này, cân nặng của con là quan trọng nhất đối với trẻ dưới 1 tuổi, đúng không em? Tại vì cân nó dễ, còn bây giờ mình đo chiều cao nó khó lắm, đúng không? Đo chiều dài nó khó, rồi nên nó cứ co chân co tay nó khó ra, cho nên phải biết đánh giá tăng trưởng của con. Cái video này các em bắt buộc phải xem nhá. Các bạn bắt buộc phải xem cái video đánh giá tăng trưởng gạch ngang chưa mình đạt để biết rằng con mình nó tăng trưởng như thế nào, phải không ạ? Con mình nó bỏ ăn, nó bỏ bú hay là diện nó không ăn, nó chỉ uống sữa, nó không ăn cơm, nó chỉ uống sữa, thì cân nặng của con mình nó như thế nào? Nếu như mà cái việc bỏ ăn đấy nó ảnh hưởng đến cân nặng của con mình thì lúc đó mình cần phải biết rằng gì ạ? À, cái việc ăn uống như là nó không đảm bảo về mặt dinh dưỡng để làm con mình nó bị nhẹ cân, hiểu không ạ? Chứ các bạn phải làm điều đó. Video của bạn có sẵn hết rồi, đánh giá tăng trưởng gạch ngang chưa mình đạt để biết rằng con mình nó tăng trưởng như nào. Đấy, các em học điều gì đi chăng nữa ở trên cuộc đời này thì cần phải học về đánh giá tăng trưởng của con để biết rằng con mình nó tăng trưởng như vậy có đúng hay không, có chuẩn hay không. Từ đó anh em mình mới có cái việc khác để mình xử lý, phải không ạ? Chúng ta nhớ này, bắt đầu nhắc lại lần nữa này, các em có thể học rất nhiều các cái thứ khác nhau để các em nuôi con, nhưng về cái việc mà đánh giá tăng trưởng của con mình là cái video vô cùng quan trọng, mà quan trọng nhất cho các bạn để các bạn biết rằng con mình tăng trưởng nó như thế nào, được không em? Phải xem và nhớ subscribe kênh bác Đạt đi nhá. Đấy, được chưa? Tại vì cái khi mà các em đặt câu hỏi ấy, là anh biết ngay các bạn chưa xem video đấy. Các em đặt câu hỏi, các em chưa xem cái video đấy anh biết ngay, đúng không? Tại vì mình nuôi con ấy thì con mình nó tăng cân như thế nào, nó tăng chiều cao như thế nào theo từng giai đoạn, theo từng tháng thì mình phải nắm được, đúng không ạ? Mình nắm được từ đó thì mình mới xử lý. Thì con em mà 10 tháng tuổi mà nó không ăn gì cả, nó chỉ uống sữa thôi, thì em phải lưu ý cho anh này. Đầu tiên em đã xem cái video về cấu trúc ăn dặm qua từng giai đoạn của bác Đạt thấy chưa? Xem cái video về 12 nguyên tắc vàng về ăn dặm để giúp con nó không lười ăn, nó không bỏ ăn của bác Đạt thấy chưa? Đúng không ạ? Nếu như em xem rồi, bác Đạt gợi ý cho bạn này. Về cấu trúc ăn dặm
cho từng giai đoạn ấy, thì bé từ 0, từ 5,5 tháng đến hết 6 tháng tuổi là bé ăn cháo, ninh nhuyễn và cần phải được xay và rây mịn nó ra. Và trong giai đoạn ấy thì bé mới chỉ ăn được các loại rau củ quả mà thôi, chưa ăn được thịt cá, bất kỳ loại gì đâu nhá. Đấy. Và cái thời gian ấy sữa vẫn là chính, và từ 5,5 tháng đến 6 tháng ấy bé ăn chỉ ăn để vui thôi, ăn để ăn thêm thôi. Quay không? Ăn cho nó vui thôi. Nên là đừng áp lực. Ở đây có những bạn hỏi này: "Bác Đạt ơi, con em 5,5 tháng, em mới cho con ăn dặm 2 tuần. Và mới cho con ăn dặm 2 tuần ấy thì con em nó không ăn, nó lười ăn thì làm sao?" Đây. Đây. Đấy, đây này của bạn, các bạn đây này, các bạn nhìn này. Đấy, Đỗ Quân này. Đấy, bạn Đỗ Ngân. Tức là con bạn ăn dặm 5,5 tháng mà nó lười ăn. Tức là 5,5 tháng ấy nó chỉ có ăn để vui thôi, ăn để làm quen. Chứ không phải nó ăn để nó ăn lấy được ăn một bát cháo. Thì các em đang áp lực gì ạ? À, con mình mới ăn dặm ấy là mỗi ngày nó phải ăn được hết một bát, nửa bát, thì các em mới thấy nó đúng. Không, không phải như vậy. Nó ăn một thìa, hai thìa ăn để khám phá thôi, chứ không phải ăn để cho nó gì ạ, ăn hết nửa bát một bát, và các em áp lực về vấn đề đó nhá, được chưa? Và từ 7 tháng trở đi thì cháo bắt đầu đặc hơn rồi, đúng không? Các em không cần phải xay, không cần phải dây nữa, nấu cháo ninh nhuyễn nhuyễn được rồi. Bé bắt đầu ăn được thịt cá, thịt lợn, thịt bò, thịt gà, ăn được lươn này, ốc ếch rồi, nhưng hải sản chưa ăn được nhá. Đấy. Và đến 9 tháng thì bé bắt đầu mới ăn được thịt cá biển, chim bồ câu và trứng. Và từ 10 tháng trở đi thì bé ăn được hoàn toàn tất cả các loại thức ăn rồi. Đấy là cấu trúc ăn dặm nhá. Và từ 10 tháng trở đi thì bé bắt đầu ăn gì ạ? Ăn cơm nát, rau củ quả, thịt là thái nhỏ như ngón tay út này, để bé nó ăn được rồi, được chưa? Đấy. Thế thì cái việc mà bé không ăn trong giai đoạn này là do em áp dụng sai cái cấu trúc ăn dặm này, hoặc là cái phương pháp ăn dặm của bạn là sai. Cái phương pháp ăn dặm đây là như nào? Ví dụ không ăn rong, không xem TV, không ăn vừa ăn vừa xem smartphone, đúng không ạ? Và bữa ăn của con mình không bao giờ được kéo dài quá 30 phút, được không ạ? Không ăn vặt, không ăn bánh kẹo, khoan bim bim, khoan đồ ăn nhanh, khoan bánh gạo, phải không ạ? Đấy. Và chúng ta ăn uống cho trẻ như nào để luyện cho con mình nó ăn tốt hơn? Thứ nhất ý, bác Đạt thường khuyên các bạn này, trong cái nguyên tắc vàng ăn dặm ý, có nguyên tắc là gì ạ? Bé ăn trong vòng 30 phút và không ăn thì dừng lại luôn, không cho ăn nữa nhá. Không ăn thì kết thúc luôn, được không ạ? Đừng có con không ăn thì mình cho con cốc sữa, mình sợ rằng con mình nó thiếu chất, mình cho cốc sữa thì làm cái việc, đúng không? Rồi con không ăn thì bà lại thương cháu, cho cháu ăn bánh gạo, cho ăn bim bim, cho ăn đủ thứ, là sao ạ? Nó sẽ không ăn đâu. Đấy, tức là chúng ta đang rèn cho con một cái khoa học ăn uống không lành mạnh nhá. Thế thì trong một tiếng đấy thì chúng ta sẽ cho con ăn dặm như nào, trong nửa tiếng đấy ăn dặm như nào? Thì bác Đạt đã thường chia sẻ với các bạn ấy, nó có 3 phương pháp ăn dặm mà nhiều mẹ bỉm đang áp dụng hiện nay. Và 3 phương pháp này cũng khá là phổ biến, anh chắc chắn rằng rất nhiều bạn sẽ biết, chỉ có thế hệ Gen Z bây giờ là chưa biết đâu. Gen Y, Gen Z ấy, XYZ à? XYZ, YZ là chưa biết đâu, tại bạn mới sinh. Đấy. Thế thì trong cái việc mà 30 phút đầu ăn dặm ấy, thời gian không quá 3 phút này, thì 15 phút đầu tiên các em cho bé ăn dặm bé chỉ huy, có 3 phương pháp nhá, ăn dặm bé kiểu Nhật này, ăn dặm bé chỉ huy này và ăn dặm truyền thống. Thì ăn dặm kiểu Nhật ấy, tại sao bác Đạt ít chia sẻ? Tại vì cái phương pháp đấy nó tỉ mỉ, nó cần thời gian, và mỗi một thức ăn ý, nó nấu một chút, nó rất là khó. Vì sau 6 tháng con ăn dặm thì các bạn thường hết thời kỳ nghỉ sinh và phải đi làm rồi, và ở nhà thì bà nội hoặc bà ngoại hoặc là các bạn thuê vú nuôi chăm. Thì để áp dụng phương pháp bé kiểu Nhật ý, nó thường thất bại, trừ bạn nào đó quá có thời gian ở nhà và có điều kiện ở nhà chăm con và yêu thích việc nấu ăn thì mới áp dụng phương pháp bé kiểu Nhật, đúng không ạ? Rồi thông thường các em hãy áp dụng phương pháp bé chỉ huy cho anh và ăn dặm truyền thống, được chưa? Thì trong một bữa ăn ấy nó không bao giờ kéo dài quá 30 phút, thì trong 15 phút đầu tiên nhá, các bạn ở trên TikTok ấy chia sẻ video đi, rất tốt, cảm ơn các bạn. Thì sao bạn này, bấm cái việc bấm thả tim và like video là bác Đạt đi ạ, like video bác Đạt đi nhá. Rồi đấy, và chia sẻ và ấn follow kênh TikTok bác Đạt nhá. Các em nghe này, anh vẫn đang chia sẻ với bạn thắng đen, tại vì vấn đề này có rất nhiều bạn gặp phải ở đây. Trong 15 phút đầu tiên ý, em hãy cho bé ăn dặm bé chỉ huy cho anh. Ăn dặm bé chỉ huy là như nào? Các em chuẩn bị một cái đĩa, và trong đấy nó có 3 loại củ quả, các em có thể su hào, cà rốt, đúng không? Và một loại rau ở đó. Và địa cơm có thể nắm, thịt có thể thái bằng ngón tay như này để cho bé bốc, bé nắm. Thì trong 15 phút đầu tiên đấy, mình cho bé ăn dặm chỉ huy. Chỉ huy nào? Tức là bé tự quyết định bé ăn gì. Việc của chúng ta là chuẩn bị cho bé một đĩa thức ăn ở cái dạng thái miếng như ngón tay này, và bé nó cầm, nó gặm, nó nhai, nó vứt lung tung, mặc kệ nó, đừng có để quan tâm đừng để ý. Nó vứt nó bày ra cũng kệ nó đi, tại vì ăn là khám phá nhá, ăn là khám phá, ăn là học hỏi. Và ăn như vậy, ví dụ nó cầm cái miếng su hào nó cắn nó nhai, nó cầm miếng thịt nó cắn nó nhai,
thì sao ạ? Cái gai vị giác của trẻ ấy, nó cảm nhận cái mùi vị đó và nó phát triển não bộ, và não bộ của bé nó phát triển và nó kích thích cái tình trạng thèm ăn ở trẻ sau này, đúng không ạ? Đấy. Thì sau 15 phút ăn dặm bé chỉ huy, chúng ta cất đi, khoan nữa. Và 15 phút tiếp theo chúng ta cho bé ăn dặm truyền thống. Tại vì ăn dặm truyền thống ấy là chúng ta cho tất cả thịt này, rau này, chúng ta xay nhuyễn, chúng ta nấu cùng với nhau, chúng ta cho vào trong bát cháo của trẻ, đúng không ạ? Thì khiến trẻ đủ dinh dưỡng hơn. Nhưng mà ăn như vậy ý, thì sao ạ? Nó giống như chúng ta nấu nấu cám cho heo ấy, thì nó sẽ không phân biệt được các cái mùi vị khác nhau, và sau này trẻ nó sẽ không hình thành được cái thói quen thèm ăn trong bụng này. Nó không biết là mùi cá nó như nào, nó không biết là mùi rau cải nó như nào, nó không biết là mùi cà rốt nó như nào cả, đúng không? Thế nên nó không tạo ra cái cảm giác kích thích thèm ăn giống như mình nhé. Nếu như chưa bao giờ anh em mình ăn chanh thì mình nhìn thấy quả chanh mình không thấy vị chua, mình không thấy gì hết. Nhưng nếu mà mình đã từng ăn chanh rồi mà thằng thằng bên cạnh mình nó ăn chanh ấy, thì mình ngồi bên cạnh mình tiết nước bọt rất là nhiều, thì cái cơ chế của trẻ sơ sinh, trẻ em nó như vậy. Nó nhìn thấy su hào, đúng không? Nó biết cái su hào này màu ngọt thì nó sẽ tiết nước bọt. Nó nhìn thấy cà rốt, đúng không? Màu đỏ đỏ, nó sẽ tiết ra cái nước bọt, cái dịch vị để cho nó tiêu hóa, từ đó nó kích thích cái ăn ngon của bé, của trẻ, đúng không ạ? Thế ăn dặm bé chỉ huy nó rất có lợi thế như vậy, và nó giúp bé nhai thô tốt hơn, nhai 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 để phát triển cơ hàm, đúng không? Và để cho lưỡi của nó linh hoạt hơn, nó đảo mà lưỡi nó đưa đẩy thì nó rất là hợp lý và giúp bé ăn thô tốt hơn. Thì ăn dặm bé chỉ huy nó lợi như vậy. Nhưng mà ăn bé chỉ huy ý, thì nó sẽ không tăng ký và nó có tình trạng sống phân sinh lý, tức là nó nhai không hết, tại vì toàn lợi thôi, thì nó nhai không hết ý, thì nó nuốt chửng thì enzyme tiêu hóa nó không thể tiêu hóa hết được, và nó đi ra cái đấy thì nó không sao cả các em nhé. Đấy, không sao cả, 7-8 tháng nó hết dần đấy. Và ăn dặm theo truyền thống ý, là để đảm bảo về mặt dinh dưỡng. Ăn dặm bé truyền thống ý, thứ nhất là gì ạ? Dễ áp dụng, các bà nội bà ngoại hay các vú nuôi ý, thường áp dụng phương pháp đấy ngày xưa nuôi mình thì nó quen rồi đấy, nó dễ. Thứ hai là gì ạ? Nó đầy đủ dinh dưỡng. Mình áp dụng hai phương pháp đó với nhau để giúp bé ăn thô tốt hơn, cảm nhận mùi vị tốt hơn và vẫn giúp bé tăng ký tốt hơn, được chưa em? Thế thì bạn Thắm Đen này, em đã áp dụng đúng như cái gì bác Đạt chia sẻ chưa, được chưa em? Đấy, đấy là cái đầu tiên về mặt ăn uống. Còn về mặt thứ hai này, về mặt vi chất, đúng không ạ? Thì trẻ sơ sinh dưới 1 tuổi, tức là từ 0 đến 12 tuổi ấy, là có hai cái vi chất này mà các em bắt buộc phải bổ sung, nếu không con bạn sẽ sao ạ? À, còi xương, bị nhẹ cân, rồi sao ạ? Biếng ăn, rồi ngủ không sâu giấc, rồi trằn trọc, rồi đêm nó khóc thét ra. Đó là vitamin D3 và chất sắt. Thì D3 là 400 đơn vị một ngày nhá, được chưa? Không tắm nắng cho trẻ dưới 1 tuổi nhá. À quên, nhắc một cái nữa này, không nêm gia vị cho trẻ dưới 1 tuổi nhá. Đấy, nhắc cái đấy không quên. Và thứ hai là gì ạ? À, cho D3 cho trẻ, được chưa? 400 đơn vị tương đương với hai cái xịt Zimbi nhá, hai cái xịt Zimbi. Đây, cái xịt D3 Zimbi đây, hai xịt này nhá, đây dạng xịt Anh Quốc nhá. Đấy, nó rất là mịn. Đấy, đây là dạng bào chế của nó, cao cấp nhất rồi, không có gì cao cấp hơn nữa cả. Thì hai xịt là đảm bảo một ngày rồi, chỉ hai xịt thôi, rất đơn giản. Thì các em phải bổ sung cho anh đến 1 tuổi, không tắm nắng cho trẻ dưới 1 tuổi nhá. Cái thứ hai là chất sắt này, chất sắt ấy thì từ 4 tháng tuổi trở đi phải bổ sung là gì ạ? Dự phòng là 1 mg sắt nguyên tố nhân với cân nặng trên một ngày. Ví dụ bé của bạn 4 tháng 6 cân thì 6 nhân 1 bằng 6, 6 mg sắt nguyên tố một ngày. Thì bổ sung dự phòng như vậy không cần phải xét nghiệm nhá, không cần, được chưa? Không cần phải xét nghiệm thiếu máu mới 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 bổ sung. Đây là chúng ta bổ sung dự phòng để phòng tình trạng dạng con mình khó ngủ, trằn trọc khó ngủ và biếng ăn, hiểu không các em? Đấy. Thì đấy là cái việc mà con bạn Thắm Đen ở đây là 10 tháng không ăn cháo, không ăn rau củ quả mà chỉ uống thôi, uống sữa mẹ thôi, thì em đang áp dụng, không xem cái video là 12 nguyên tắc vàng ăn dặm có đạt rồi, có đúng không? Nếu các em này 350 bạn đang xem cái video này và 50 bạn đang xem ở trên kênh YouTube, nếu như các bạn xem được cái video livestream của con Đạt thì chắc chắn rằng các bạn nuôi con vô cùng nhàn hạ và con các bạn ăn thô và tăng tăng ký tuyệt vời luôn, và sức đề kháng nó tốt, đúng không các em nhá? Đấy, con Đạt chia sẻ rất nhiều kiến thức hữu ích cho các bạn ở đây. Để cho nên các bạn đang xem TikTok ấy, đừng có thoát ra, đừng có rời đi, đúng không? Xem livestream của bác Đạt quen sẽ biết ạ, phải xem tầm 1 tiếng để bác Đạt chia sẻ các kiến thức khác nữa nhá. Đấy, Trần Thị Thúy Vân, bé nhà em 7 tháng 20 ngày rồi, có cách nào để bé chịu ăn không ạ? Đấy, bác Đạt vừa chia sẻ đấy. Áp dụng đúng như bác Đạt, như bác Đạt nói vừa nãy thì là thành công. Áp dụng đúng như vậy, đúng không ạ? Đấy. Thì chắc là bác Đạt phải tăng năng lượng tí ạ. Đấy. Làm việc từ sáng giờ đã về đâu em, từ sáng bây giờ. Ok, tiếp nhá.
Thì hôm nay ý, chủ đề mà Bác Đạt chia sẻ với các bạn đó là dạ, bổ sung DHA cho trẻ như thế nào, đúng không? Chủ đề hay không? Hay. DHA thì chúng ta biết là gì ạ? À, nó sẽ giúp cho em bé của mình thông minh hơn. Đúng không ạ? Và các em biết cái điều đó. Ngoài ra nhé, DHA nó còn giúp tăng cường sức đề kháng và giúp bé tăng cân tốt hơn. Các em đúng không ạ? Tăng ký tốt hơn. Và bổ sung như thế nào thì không phải bạn nào cũng biết. Và cái video này Bác Đạt sẽ chia sẻ cho các bạn biết là gì ạ? Chúng ta sẽ bổ sung DHA trong thời điểm nào để giúp con mình tốt hơn. Đúng không ạ? Đầu tiên anh em mình sẽ tìm hiểu về cái gì ạ? Vai trò của DHA đối với trẻ em. Thì đã có rất nhiều bạn cũng đã xem các cái video của Bác Đạt rồi, cũng đã đọc các tài liệu rồi, cũng biết vai trò của DHA rồi. Thì các em biết cái tế bào thần kinh không? Đấy. Thì bắt đầu từ tuần thứ 3 trở đi, đúng không? Tuần thứ 3 thai kỳ thì ống thần kinh đã bắt đầu được hình thành. Và từ tuần thứ 3 đấy cho đến tháng thứ 4 và tháng thứ 5. Đúng không ạ? 4, 4, 16, tức là khoảng độ gì ạ? À, khoảng 16 tuần đến 20 tuần. Tức là giai đoạn đấy thì bộ não của trẻ nó hoàn thiện một tốc độ chóng mặt. Các bạn gọi bộ não của trẻ nó đang hình thành một cách chóng mặt. Đấy. Và trong giai đoạn đó ấy, tức là đến 4 5 tháng ấy, là cứ 1 phút thì có 8.000 tế bào thần kinh được tạo thành. 8.000 tế bào thần kinh nhá. 1 phút có 8.000 tế bào thần kinh được tạo thành. Có khủng khiếp không các em? Tức là bộ não của trẻ nó đang nổ lách tách trong não này. Lách tách là gì ạ? Là những xung điện trong hệ thần kinh. Cái tế bào thần kinh ấy, nó là cái xung điện tách nổ tê tách trong não của trẻ. Nó đang hoàn thiện. 8.000 tế bào thần kinh được hình thành trong 1 phút. Thì cái tế bào thần kinh ấy, thì cái bao bên ngoài của tế bào thần kinh ấy, nó được cấu tạo từ DNA. Và DNA ấy, nó là gì ạ? Nó là cấu trúc của cái tế bào thần kinh. Đấy. Và nó có vai trò như nào các em biết không? À, dẫn truyền xung động thần kinh, dẫn truyền tín hiệu thần kinh, đúng không ạ? Giữa các tế bào thần kinh với nhau. Đấy, cho nên DHA nó có vai trò vô cùng quan trọng như vậy. Đấy. Cho nên DHA nó giúp cho gì ạ? À, giúp cho trẻ thông minh hơn nhờ cái việc gì ạ? Dẫn tín hiệu nhanh hơn, chính xác hơn và tốt hơn. Đấy. Thì trí thông minh ý, nó có hai kiểu. Các bạn không ạ? Là trí thông minh tự nhiên. À, và trí thông minh gì đây? À, cái trí thông minh ở đây nó là trí thông minh tự nhiên, ở đây là trí thông minh di truyền, các em là di truyền đấy nhé, là di truyền. Trí thông minh nó phụ thuộc vào ba yếu tố, đúng không? Ba yếu tố. Một là gen đấy. Bố mẹ thông minh thì bao giờ con cũng thông minh, đúng không em? Đấy. Tuy nhiên ý, các em đừng hiểu rằng gì ạ, cứ học giỏi là thông minh nhá, không phải đâu các em ạ. Trí thông minh ý, nó có trong nhiều lĩnh vực. À, bác nông dân, bác đi cày, bác ý cũng đã chế tạo ra những cái máy cấy, máy giặt, máy gặt, đúng không? Máy cấy, máy gặt, máy trồng ngô, máy gặt ngô, máy thu hoạch ngô. Đó là một trí thông minh. Đó. Chứ chúng ta không phải là gì ạ? Cứ học giỏi, điểm số cao thì mới là thông minh. Đấy, không phải như vậy. Cho nên ý, là gì ạ? Chúng ta đừng có áp lực về vấn đề gì ạ? Điểm con mình được mấy điểm, mà chúng ta nghĩ rằng con mình ít điểm thấp là không thông minh. Nó thông minh ở khía cạnh khác, đúng không ạ? Đấy. Và thông minh đầu tiên ý, nó là gì ạ? Do gen di truyền, bố mẹ thông minh thì con sẽ thông minh. Thứ hai là do dinh dưỡng. Bố mẹ thông minh, di truyền tốt, nhưng mà bé suy dinh dưỡng, còi xương thì làm sao mà thông minh được, có phải không ạ? Cái thứ ba đó là môi trường giáo dục. Hai đứa trẻ sinh ra trong một gia đình, một đứa mà cho vào gì ạ? À, cho về rừng sống, một đứa cho ra thành phố sống, thì rõ ràng gì ạ? À, cái tiếp nhận của thế giới nó sẽ nhanh hơn, và đứa nào ở thành phố thì nó sẽ phát triển tốt hơn, nhanh hơn, và nó thông minh hơn, đúng không? Thông minh tức là nó xử lý tình huống tốt hơn. Còn bé nào mà nuôi ở rừng ra thì nó ngơ ngơ thôi, đúng không ạ? Nên là môi trường giáo dục nó vô cùng quan trọng. Đấy, thế đấy là vấn đề của trí thông minh là gì ạ? Do di truyền này, do dinh dưỡng này, do môi trường. Và cái vấn đề mà Bác Đạt nói ở đây đó là do dinh dưỡng. Và dinh dưỡng ở đây là gì ạ? Các vitamin, khoáng chất, và trong đó có một cái chất đó là DHA để giúp bé thông minh hơn. Thế chúng ta cần phải bổ sung khi nào? Ngay từ tuần thứ 3 ống thần kinh đã được hình thành. Trong vòng từ 3 tuần cho đến 20 tuần, 8.000 tế bào thần kinh được tạo thành trong vòng 1 phút. Và cái nhu cầu DHA nó rất là cao, vì DHA để hình thành nên tế bào neuron thần kinh. Cho nên các bạn muốn con thông minh thì phải bổ sung DHA từ khi nào? Từ khi mà các bạn chuẩn bị mang thai. Em ạ, các bạn đã có kế hoạch mang thai là phải bổ sung ngay từ thời điểm đó rồi nhá. Đấy. Tức là gì ạ?
Bạn định mà ví dụ bây giờ là tháng 8 và tháng 11 các bạn có kế hoạch là tháng 11 các bạn sẽ sinh con, có kế hoạch sinh con thì ngay từ bây giờ tháng 8 này các bạn đã phải bổ sung DHA rồi, bổ sung sắt rồi, bổ sung canxi rồi để giúp cho nó dự trữ các cái vi chất, các cái năng lượng DHA trong cơ thể của bạn để giúp cho gì ạ, quá trình mang thai tốt hơn. Thế thì với bạn mà chuẩn bị mang thai thì bạn có thể bổ sung một ngày khoảng 200 mg nhé, khoảng 200 mg, tức là khoảng 200 mg trên một ngày đấy, 200 mg DHA trước khi mà bạn mang thai để giúp cho cái nguồn dự trữ DHA trong cơ thể của bạn nó đầy đủ và trong quá trình mang thai nó tốt hơn. Nhớ rằng gì ạ, khi các bạn mang thai đúng không ạ, thì các bạn mới bắt đầu đi bổ sung DHA, mới bắt đầu đi bổ sung sắt thì sao ạ, nó cũng tốt thôi nhưng mà nó không tốt bằng cái việc chúng ta bổ sung trước đó 3 tháng đấy. Tại vì tuần thứ 3 ống thần kinh hình thành rồi, tuần thứ 15, tuần thứ 16, 17, 18, 19, 20 thì não bộ của nó hoàn thiện rất là kinh khủng, rất kinh khủng đấy, được chưa? Và các bạn nên bổ sung DHA trước khi các bạn mang thai khoảng 3 tháng để đảm bảo các cái nguồn dinh dưỡng như là sắt này, D3 này, rồi thì sắt này, canxi này đấy, rồi vitamin này, rồi D3 cho bạn để bạn có một thai kỳ khỏe mạnh đấy, được chưa? Thì trong quá trình thai kỳ thì sao, trong quá trình thai kỳ thì các bạn trong quá trình mang thai thì các bạn sao ạ, các bạn có thể bổ sung 200 mg trong một ngày và bổ sung liên tục, ngày nào cũng bổ sung. Thì ngoài ra chúng ta có thể bổ sung từ thực phẩm, ngoài ra chúng ta có thể ăn các cái sản phẩm, các cái thức ăn có từ cá đúng không, cá hồi hay là có loại cá biển thì nó rất giàu DHA, hoặc là uống thêm cái viên DHA nhá. Thì trong quá trình trước khi mang thai này đến trong quá trình mang thai bạn phải bổ sung là khoảng 200 mg DHA trên một ngày, và trong 3 tháng cuối thai kỳ đúng không, tức là giai đoạn chuẩn bị sinh con thì cái nhu cầu của DHA các bạn phải tăng lên từ khoảng 300 đến 360 mg DHA trên một ngày nhá. Đấy, vậy là cái việc bổ sung DHA để giúp các bạn thông minh là như vậy, được chưa các em, được chưa? Đấy, đấy là cái việc của bổ sung DHA trong quá trình mang thai. Thì sau khi mà con bạn sinh ra thì sao, khi mà bé sinh ra thì bé sơ sinh thì phải bổ sung DHA không? Thì trong giai đoạn sơ sinh từ 0 cho đến 6 tháng tuổi nhá, thì trong giai đoạn đấy mẹ vẫn phải tiếp tục bổ sung đầy đủ vi chất giống như trong quá trình mang thai. Tại vì con bạn bú mẹ và DHA này, canxi này, sắt này nó sẽ có từ sữa mẹ và bạn phải bổ sung DHA. Và trong quá trình mang thai bạn vẫn trong quá trình cho con bú thì bạn vẫn phải bổ sung DHA là bao nhiêu ạ? Là 200 mg trên một ngày để đảm bảo cái hàm lượng DHA trong sữa để con bạn bú mẹ và có DHA để nó phát triển não bộ. Và khi con bạn sinh ra ấy thì não bộ của trẻ em nó bằng 1/4 não bộ của người lớn, đúng chưa? Và khi con bạn được 2 tuổi thì não bộ nó bằng 3/4 não bộ của người lớn. Và khi con bạn được 6 tuổi thì não bộ con bạn nó đã xấp xỉ với não bộ của người lớn về mặt cấu trúc sinh học. Đấy. Thế cho nên là gì ạ? Trong giai đoạn từ mang thai, bắt đầu mang thai đến khi 6 tuổi là giai đoạn mà não bộ nó phát triển hoàn thiện. Và chúng ta cần phải bổ sung DHA trong tất cả quá trình đó để giúp cho cái não bộ của bé nó phát triển hoàn thiện hơn và nó thông minh hơn, đúng không? Nó xử lý thông tin nhanh hơn nhá. Đấy. Khi con bạn ấy trong vòng 7 đến 24 tháng, tức là 0 đến 6 tháng ấy thì là bổ sung DHA qua sữa mẹ nhá. Mẹ uống 200 mg DHA trên một ngày để nó qua sữa và từ đó con bạn sẽ bú mẹ thì sẽ nhận được DHA từ mẹ, được không ạ? Đấy. Và từ 7 tháng cho đến 24 tháng tuổi thì bổ sung như thế nào? Chúng ta bổ sung từ 100 cho đến 150 mg DHA trên một ngày nhá. Đấy là bổ sung cho độ tuổi từ 7 tháng đến 2 tuổi, được chưa? Và con bạn từ 2 tuổi cho đến 6 tuổi thì bổ sung khoảng 250 mg cho đến 300 mg trên một ngày DHA, được chưa các em? Đấy là cái nhu cầu khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới cũng như là Hiệp hội Nhi khoa Hoa Kỳ khuyến cáo bổ sung DHA cho trẻ là như vậy. Đấy, được chưa các em? Thì dùng chưa? Đấy, cho các bạn hỏi gì ạ? À, bổ sung DHA vào thời điểm nào? Bổ sung như thế nào? Thì video này bác Đạt đã chia sẻ tất cả với các bạn, đúng không? Bổ sung từ trước khi mang thai. Đấy, rồi sau khi đẻ ra thì bổ sung như thế nào? Trong 6 tháng đầu tiên bổ sung qua sữa mẹ và từ 7 tháng đến 2 tuổi bổ sung như thế nào? Và từ 2 tuổi đến 6 tuổi bổ sung như thế nào? Thì ở đây nó đã có cho các bạn để các bạn bổ sung cái DHA cho các bạn, được chưa? Đấy. Thế thì uống DHA vào cái thời điểm nào là tốt nhất, đúng không? Uống DHA vào thời điểm nào? Đấy. Thế thì uống DHA ấy thì có thể vào buổi sáng hay là buổi tối, đúng không? Thì buổi nào là tốt nhất? Thì hiện nay chưa có bất kỳ một cái nghiên cứu nào nói rằng bổ sung DHA vào buổi tối tốt hơn buổi sáng, hay là bổ sung DHA buổi sáng thì nó tốt hơn buổi tối.
đúng không ạ? Thì chúng ta thường nhé, thường này để đỡ quên này, chúng ta thường bổ sung DHA vào buổi sáng, để buổi sáng ngủ dậy thì chúng ta thường tỉnh táo và chúng ta thoải mái hơn, chúng ta không quên. Và chúng ta sẽ bổ sung DHA cho con mình buổi sáng, cho bản thân mình vào buổi sáng. Nếu các bạn đang mang thai thì 200mg trên một ngày, trong 3 tháng cuối thai kỳ có thể tăng lên 360mg trên một ngày, đúng không? Trong từ 0 cho đến 6 tháng đầu tiên cho con bú mẹ thì bạn phải bổ sung là gì, 200mg DHA trên một ngày, được chưa? Và trẻ từ 7 tháng đến 2 tuổi là bổ sung khoảng 100 đến 150mg DHA trực tiếp cho trẻ, đúng không ạ? Và với con bạn từ 2 tuổi cho đến 6 tuổi thì là bổ sung khoảng từ 250 đến 300mg DHA trực tiếp vào trẻ, đó là bổ sung DHA nhá. Và uống vào buổi sáng, uống buổi sáng vào gì ạ? À, có đó chất béo, chất béo nhá. Chất béo thì sao? Uống cùng với bữa ăn ấy thì nó sẽ tăng hấp thụ tốt hơn, được chưa em? Uống cùng với bữa ăn, tức là uống sau ăn khoảng từ 15 cho đến 30 phút để giúp hấp thụ tốt hơn. Đấy. Và cái việc mà bổ sung DHA như vậy nó là một chất béo, cho nên là gì ạ? Cũng bổ sung vitamin D3 cho trẻ luôn, cùng với cái DHA luôn để nó tăng hấp thụ D3 tốt hơn. Đấy, đây là cách bổ sung như vậy. Và cái thời điểm các em có thể bổ sung buổi sáng, buổi tối đều không sao cả. Nhưng mà bổ sung buổi sáng thì mình đỡ quên. Sáng dậy là mình nhớ là dạ, sáng dậy là dạ, bổ sung DHA cho con này, bổ sung canxi cho con này, rồi bổ sung vitamin D3 cho con này, đúng không? Nó không bị quên. Đấy, đúng không ạ? Nhá. Đấy là cách bổ sung DHA cho con. Được chưa? Thì các bạn đã còn thắc mắc không ạ? Không còn thắc mắc nữa đúng không? Đây là cách bổ sung DHA như vậy nhá, với liều bạn đã bác Đạt đã chia sẻ rồi. Tiếp tục này, thế lựa chọn DHA nào? Thì hiện nay ý, nó có rất nhiều các loại DHA khác nhau, nhưng mà chủ yếu nó ở dạng dung dịch, dạng giỏ nhọt, giỏ giọt đúng không ạ? Thì bác Đạt vẫn khuyên các bạn đấy, chúng ta sẽ lựa chọn cái DHA có nguồn gốc xuất xứ từ Anh Quốc, từ Pháp, từ Đức, từ Thụy Điển, đúng không? Hoặc là từ Nhật. Đấy, đó là các quốc gia. Úc cũng ok đúng không? Nhưng mà sẽ ưu tiên các quốc gia kia hơn, tại vì cái chất lượng nó cao. Cái chất lượng nó quan trọng nhá, nó cao thì nó so cái hiệu quả nó cao nhất. Đấy, được chưa em? Ok, bây giờ bác Đạt sẽ trả lời các câu hỏi của các bạn ở trên cái fanpage này nhé. Xem kênh YouTube thì bạn có hỏi gì không nào? Ẩn bớt à? Ẩn bớt là như nào? Hiện thêm này, rồi. Ok, rồi chào các em. Bạn Hoa Đặng bạn hỏi là gì ạ? Bé hơn 8 tháng dạo này bé ốm nên tiêu chảy không cắt được thì phải làm sao? Tức là bé 8 tháng dạo này bé hay ốm nên tiêu chảy, nên tiêu chảy. Thì cái việc mà bé bị tiêu chảy ý, mà bé do bé ốm ý, tức là em có dùng kháng sinh cho con em không? Đúng không ạ? Nếu như mà em dùng kháng sinh cho con em thì nó sẽ bị rối loạn đường tiêu hóa và nó sẽ bị tiêu chảy. Và trong trường hợp này thì em phải dùng thêm cái men vi sinh cho con em và dùng thêm kẽm. Thì đối với trẻ mà bị tiêu chảy ý, thì cái chất kẽm nó vô cùng quan trọng để giúp cho hệ tiêu hóa của bé nó nhanh liền hơn, nó nhanh khỏi hơn. Thì con bạn mà dưới 6 tháng tuổi mà bị tiêu chảy ý, thì các em phải dùng cho anh là 10mg kẽm nguyên tố trên một ngày và dùng liên tục từ 10 cho đến 14 ngày nhá. Còn con bạn 8 tháng thì dùng là 20mg trên một ngày và dùng từ 10 cho đến 14 ngày, được chưa ạ? Sau đó duy trì về cái mức bổ sung bình thường đến 1 tháng hoặc 2 tháng. Được chưa em? Đấy. Được chưa? Thì trong cái tình trạng mà bé ốm nhiều và tiêu chảy ý, thì các bạn cần phải nhắn tin qua cái fanpage hoặc là qua Facebook cá nhân của bác Đạt nhé. Để bác Đạt xem nào nó bị tiêu chảy bao lâu rồi và bị tiêu chảy như thế nào và đang dùng cái gì rồi thì bác Đạt mới hướng dẫn chi tiết các bạn được. Được chưa? Ok. Còn các bạn đã đặt câu hỏi như vậy nó rất là thiếu nhiều dữ liệu. Mà bác Đạt trả lời đây nó không đầy đủ được nhá, nó không đầy đủ thì các bạn khi mà nó không đầy đủ ấy các bạn không xử lý được đâu. Đấy, các bạn hãy nhắn tin cho cái cho bác Đạt, được chưa? Ok. Ok, cảm ơn các em. Đó. Thì cái chủ đề hôm nay ấy thì bác Đạt đã chia sẻ với các bạn là gì ạ? Cái vấn đề về bổ sung DHA cho bé như thế nào. Thì ở đây ấy có rất nhiều bạn Mai Lê này, bạn Mai Lê bạn hỏi là bé bị dị ứng đạm sữa bò như vậy em có thể cho bé ăn cá hồi được không bác? Đúng rồi, bé bị dị ứng sữa bò ấy thì nó không liên quan gì đến cá hồi cả, có đúng không? Đúng không ạ? Thì em chỉ cần cho bé dùng các cái sữa đậu nành hoặc là sữa đạm thủy phân toàn phần nhá. Còn con bạn ăn cá hồi hay là ăn uống bình thường không có làm sao cả nhá, bạn Mai Lê. Được chưa? Đấy. Ok rồi. Tất cả các câu hỏi của các bạn ở trên fanpage này cũng như trên các nền tảng khác bác Đạt sẽ trả lời cho các bạn biết.
Thì cái buổi livestream chia sẻ của Bác Đạt trong ngày hôm nay là giới thiệu các bạn về cách bổ sung DHA như thế nào để giúp trẻ thông minh, đúng không ạ? Thì cái video này Bác Đạt đã chia sẻ với các bạn cái liều dùng như thế nào và cái thời gian bổ sung như thế nào và bổ sung vào lúc nào thì nó hiệu quả. Thì có phần nào đó mà các bạn chưa rõ thì hãy comment ở dưới cái buổi livestream này, thì Bác Đạt sẽ dành thời gian để trả lời các bạn, và Bác Đạt cũng có thể làm video để cho các bạn xem, đúng không ạ? Và các bạn đừng quên đăng ký các cái kênh YouTube hay là kênh fanpage của Bác Đạt để theo dõi nhé. Trên đó nó có khoảng hơn 500 video cho các bạn. Đó là những cái phác đồ, những cái quy trình để giúp bạn nuôi con khỏe mạnh hơn, tăng ký tốt hơn và các bạn ít ốm hơn và không lạm dụng kháng sinh. Đấy. Được chưa? Không lạm dụng kháng sinh mà rất là tiết kiệm và chi phí, đúng không? Tức là mình đỡ tốn tiền đấy. Nhá. Yeah. Ok. Rồi xin chào các bạn nhá. Cái buổi livestream của Bác Đạt xin kết thúc tại đây. Và xin chúc các bạn có một buổi tối thật sự là vui vẻ và cái ngày nghỉ lễ cuối tuần là thật sự là ý nghĩa. Rồi xin chào các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn trong vào buổi tối chủ nhật nhá. À các bạn xem này, tối chủ nhật Bác Đạt có một buổi chia sẻ về vấn đề sức khỏe của phụ nữ, và cái chủ đề hôm đó Bác Đạt sẽ đăng lên các cái fanpage hay là kênh trên trang cá nhân của Bác Đạt nhá, để các bạn theo dõi. Nhớ là tối chủ nhật vào lúc 8 giờ. Tối chủ nhật vào lúc 8 giờ. Các vấn đề về sức khỏe về phụ khoa của chị em, được chưa? Bác Đạt có mời bác sĩ chuyên về sản phụ khoa để chia sẻ với các bạn nhá. Rồi xin chào các em và nhớ theo dõi vào buổi tối chủ nhật nhá, lúc 8 giờ tối. Rồi xin chào tất cả các em.